trong mỗi chúng ta luôn có sẵn bốn người bạn tốt. Bốn người bạn đó chính là bốn đức tính tốt: từ, bi, hỷ, xả. Vậy, từ bi hỷ xả là gì? Khi hiểu rõ về bốn đức tính này, ta có thể khơi dậy nó bên trong mình, giúp ta vượt qua những chướng ngại của tâm thức và có được sự hạnh phúc, an lạc. Đầu tiên là từ. Cuộc đời sẽ thiếu sót khi không chứa đựng cả lý trí và tấm lòng. Nếu chỉ sống bằng trái tim, con người dễ vướng mắc vào tình cảm. Tình cảm khiến cho ta phản ứng lại với mọi thứ, nhưng điều đó không hề tốt. Lý trí cũng có chỗ đứng của nó. Con người cũng cần hiểu những gì đang xảy ra xung quanh họ. Nhưng nếu chỉ hiểu với cái đầu, ta có thể vượt bậc về kiến thức, nhưng con tim lại thiếu sự đồng cảm. Tình và lý luôn phải đi đôi với nhau. Ta phải hiểu bằng lý trí và phải dùng tình cảm một cách khôn ngoan. Lòng từ chính là tình thương. Tình thương này không phải là tình cảm ta dành cho một người dễ thương hay cho những người thân của mình. Yêu thương con cháu, yêu thương cha mẹ mình thì không khó khăn gì, phần đông chúng ta đều làm được. Nhưng tình thương đó chưa phải là tâm từ. Khi Phật nói về tâm từ, Ngài muốn nói đến thứ tình cảm không có sự phân biệt. Nếu bạn thấy một em bé bị ngã xe, điều tự nhiên là bạn sẽ đỡ em bé dậy. Lòng từ đó cũng không khó để thực hiện. Khó là sự thể hiện lòng từ với tất cả mọi người, kể cả những kẻ đáng ghét nhất. Không phải tất cả chúng ta đều dễ thương. Ngay chính ta cũng không hoàn toàn dễ thương mọi lúc, mọi nơi. Vậy thì sao ta lại mong mỏi điều đó ở những người khác? Muốn có tâm từ, đầu tiên ta cần có lòng tốt. Lòng tốt là điều kiện đầu tiên để con người có thể sống với nhau. Nếu chúng ta không tốt với nhau, ta sẽ không thể ngồi cùng nhau được. Chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu không đối xử tốt với nhau. Bạn có nhận thấy chúng ta lệ thuộc vào nhau rất nhiều không? Chúng ta cậy vào người đưa thư để có được thông tin. Chúng ta nhờ vào người bán hàng, người nông dân để có được lương thực. Chúng ta lệ thuộc vào lòng tốt của nhà hàng xóm. Lòng tốt là điều đầu tiên cần trong cuộc sống. Thiếu nó, cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Loại từ tâm thứ hai là tình thân hữu. Sự thân thiện giúp cho chúng ta gần gũi với người khác. Tuy nhiên, nó cũng có những khía cạnh nguy hiểm. Đó chính là sự bám víu. Bám víu vào bạn bè, bám víu vào người quen, vào những người thân của mình. Sự bám víu khiến chúng ta đau khổ, sân hận, không phải đối với người thân của ta, mà đối với cái ý tưởng là ta sẽ mất họ. Do đó, tình thương sẽ không còn thuần khiết nữa. Ta bám víu vào bạn bè, sợ mất họ. Ta đối tốt với bạn bè vì muốn họ sẽ mãi là bạn mình. Nếu họ đối xử không được tốt với ta, ta lập tức sẽ nghĩ xem có nên tiếp tục làm bạn với họ hay không. Ta đòi hỏi ở họ một sự thân thiết, quan tâm, lo lắng, giống như là kinh doanh thương mại vậy, một sự trao đổi sòng phẳng. Nhưng đó là điều mà hầu hết tất cả chúng ta đang làm. Đối với gia đình, chúng ta còn đòi hỏi nhiều hơn thế. Nếu người thân không thương ta, ta tủi hờn, thất vọng. Nếu họ bỏ rơi ta, tình thương trong ta dần cạn kiệt. Trái tim của con người chứa đầy những sân si và sợ hãi. Nó có yêu nhưng cũng có ghét. Ta phải rèn luyện cho nó mỗi ngày. Bởi vì nếu ta không làm giảm bớt sự hận thù để phát triển thêm tình thương, thì tâm ta sẽ không thể an lạc. Con người sống ở cõi thứ 5, tính từ dưới lên trong 31 cõi. Thử nghĩ xem
chúng ta đang ở cõi thứ 5 trong 31 cõi. Vậy thì cũng khó có thể mong đợi gì hơn vào con người ở cõi này. Chúng ta có rất nhiều điều phải học trong cõi này. Và có lẽ mục đích của cõi này chính là vậy, để con người có cơ hội rèn luyện. Không phải để chúng ta tìm kiếm sự thoải mái, tiền bạc hay của cải, mà bài học về tình thương mới là bài học quan trọng nhất mà ta cần học trong cõi này. Có người sẽ phản đối rằng, nếu người khác cộc cằn, thô lỗ với mình mà mình cứ đối xử tốt với họ, họ sẽ lợi dụng mình thì sao? Có thể người ta sẽ làm vậy, vì bản tính người đời là thế, nhưng đó là nghiệp ác của họ, phải không? Nếu bị lợi dụng, hãy coi đó là cơ hội để kiểm chứng lại trái tim mình, xem nó đã được tôi luyện đến mức nào. Tất cả chúng ta, ai rồi cũng phải chết. Giờ phút lìa khỏi cuộc đời là một giờ phút rất quan trọng, vì đó chính là giây phút của sự tái sinh. Nói đúng hơn thì đó chính là ngày sinh nhật của một kiếp sống khác. Tuy nhiên, ta thường nói về cái chết với một sự đau buồn. Thực ra, nếu ta có thể đón chờ cái chết với sự tỉnh giác, với từ tâm, thì đó chính là ngày sinh nhật tốt đẹp của ta. Thói quen suy tưởng, cảm xúc sẽ theo ta đến tận cuối đời. Các thói quen đó không thể thay đổi đột ngột. Vì vậy, nếu các thói quen xuất phát từ lòng từ, ta sẽ rất tỉnh giác, đầy bình an, vững tin. Lòng từ nuôi dưỡng trong tâm con người sẽ đem lại lợi ích cho chính chúng ta. Người bạn thứ hai là Bi. Đối nghịch với Bi là sự ác độc. Bi không phải là lòng thương hại. Lòng thương hại là khi ta cảm thấy tội nghiệp cho một ai đó, còn Bi là khi chúng ta chia sẻ và cảm thông với họ. Bi xuất phát khi ta cảm nhận được sự đau khổ của người khác trong chính bản thân mình. Nếu như ta có thể nhận diện được tất cả những trạng thái bất như ý đang dồn dập xảy ra bên trong ta, sự ưa thích, chán ghét, hối hận, hờn trách, sợ hãi, lo lắng, thì ta sẽ hiểu rằng tất cả chúng ta thực ra đều là một. Sự cảm thông là bước đầu dẫn đến tình thương. Tuy nhiên, cảm thông cũng dễ trở thành những lời nói đầu môi. Có thể ta sẽ không thật lòng. Có một lần, Pizza, con của một người dạy voi, đến gặp Đức Phật và nói với Ngài: con chẳng gặp khó khăn gì với lũ voi. Chúng nghĩ sao làm vậy? Khi chúng có một ý định gì đó, con hiểu ngay, và chúng làm đúng theo ý định đó. Nhưng con người thì khó hiểu quá, họ nói một đường và làm một nẻo. Đức Phật đáp: đúng vậy, voi sống trong rừng cây, còn con người thì sống trong rừng của tâm tưởng. Con người nói một điều, nhưng hành động lại là một điều khác. Tệ hơn nữa là họ không hề ý thức được chuyện đó là không tốt. Họ tưởng rằng đó là việc nên làm, là luật ứng xử, phong tục, truyền thống, nên họ không xét kỹ lưỡng những ý tứ, lời nói và hành động của chính mình. Nói thì dễ, nhưng làm được thì rất khó. Tình thương hay sự cảm thông phải xuất phát từ cảm nhận ở bên trong trái tim. Nếu những cảm xúc đó không dấy lên ở trong tim ta, thì dù ta có nghe nói hàng ngàn lần về tình thương hay sự cảm thông, ta cũng sẽ không hiểu được chúng thực sự là gì. Đó là lý do ta biết về chúng nhưng ta không làm được, vì ta không có những cảm xúc đó ở trong lòng. Nếu quá chấp ngã, người ta không thể cảm thông được với người khác. Vì nếu ai cũng đang bận rộn lo cho cái tôi của mình, thì làm sao còn có cảm xúc cho người khác được. Người quá chấp ngã không thể có niềm vui, vì họ không bao giờ có thể thỏa mãn được cái tôi của chính mình. Khi ta buông bỏ nó,
hướng tất cả sự chú tâm của mình vào những đau khổ mà mọi chúng sinh đều đang phải đối mặt, ta sẽ nhận ra được cái khổ của tất cả muôn loài. Những nỗi đau của ta chỉ là một phần của sự hiện hữu chung. Và khi đó, lòng cảm thương cho muôn loài sẽ giúp cho ta có thêm sức mạnh để chữa lành và hàn gắn. Người bạn kế tiếp của chúng ta chính là tâm hỷ. Hỷ tức là biết chia sẻ niềm vui với người khác. Đối nghịch với hỷ là lòng ganh tị. Ví dụ, nếu có ai gặp may mắn, ta sẽ chúc mừng họ, nhưng trong lòng thì lại không cảm thấy như vậy. Hay tệ hơn là ta nói một điều nhưng lại nghĩ một điều khác. Giống như là, sao tôi không phải là người may mắn đó, sao lúc nào cũng là người khác? Thì đó là sự ganh tị, chứ không phải là tâm hỷ. Chia sẻ niềm vui với người khác là liều thuốc để chữa bệnh trầm cảm. Những ai đang vướng vào chứng bệnh này là vì họ không biết chia sẻ niềm vui với người khác. Trong cuộc đời, không có nhiều dịp để ta tự mãn nguyện với chính mình. Nhưng nếu ta biết chia sẻ niềm vui với người khác, thì chắc chắn là ta sẽ có nhiều cơ hội để hạnh phúc hơn. Có nhiều người rất khó chấp nhận sự tài giỏi của người khác. Họ sẽ miễn cưỡng nói rằng, ừ, cho là người đó có thể làm được như vậy đi. Nhưng mà... Và lập tức họ sẽ chê bai thay vì chia sẻ niềm vui với người giỏi hơn mình. Thực chất, người khác có thể làm rất nhiều việc giỏi hơn chúng ta. Có người biết hát, có người biết vẽ, có người biết nhảy, có người biết làm ra tiền, có người lại giải thoát được khỏi những điều đấy. Mỗi người có một khả năng riêng. Ta sẽ có rất nhiều niềm vui nếu như ta biết chia sẻ với mọi người. Người bạn cuối cùng chính là xả, tức là một tấm lòng an nhiên tự tại. Đối nghịch với xả là sự lo lắng, bồn chồn. Xả không phải là sự thờ ơ hay lãnh đạm. Thờ ơ là một trạng thái khi chúng ta nói rằng tôi không quan tâm đến việc đó, tôi không muốn biết chuyện đó, tôi không muốn bận tâm về nó. Sự thờ ơ là thái độ lạnh nhạt, xa lánh. Thái độ đó không chứa đựng tình thương. Ta chỉ muốn bảo vệ cho riêng mình. Vì vậy, ta trở nên thờ ơ và lãnh đạm. Ngược lại, xả hay sự bình an tự tại được dựa trên trí tuệ, dựa trên sự hiểu biết rằng mọi sự vật đều thay đổi, đều là vô thường. Dẫu chuyện gì xảy ra, rồi nó cũng sẽ qua đi. Vì vậy, sự thanh thản, an nhiên phải xuất phát từ ý thức nội tại rằng tất cả mọi vật đều thay đổi. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, tốt hay xấu, cũng không làm cho ta vui mừng hay buồn bã. Chúng ta chỉ có mặt ở đây 60, 70 hay 80 năm. Vậy, tất cả những lo lắng trộn rộn là để làm gì? Có gì để nắm giữ? Có gì để mong cầu? Buông xả là một điều tốt, nhưng cố ép mình buông xả khi chưa thực sự thấu hiểu lại tạo ra sự dồn nén. Chúng ta thường đè nén những tình cảm mãnh liệt của mình. Làm vậy cũng chẳng được lợi ích gì, vì lần lần những dồn nén sẽ bị nổ tung. Ta dồn nén thứ này thì nó lại phát ra thứ khác. Dồn nén có thể dẫn đến bệnh tật, trầm uất. Sự an nhiên hay tâm xả cần xuất phát từ bên trong. Ví dụ như qua thiền định, ta bắt đầu thấy được những trộn rộn, thay đổi liên tục của tâm mình. Có ai nhớ được những gì mình nghĩ trong 10 phút trước không? Chắc chắn là không. Tất cả chỉ là thoáng chốc. Không phải vì ta đã có căn nhà hay người thân nào đó ở bên cạnh mình suốt 30 năm mà ta nghĩ rằng ta có thể giữ họ mãi bên mình. Chỉ vì những thứ ấy đã ở bên ta một thời gian dài, không có nghĩa là chúng vĩnh cửu. Do đó, có
Có gì đâu để phải lo phiền nếu như mọi vật đều thay đổi. Tất cả những thay đổi, bất ổn chính là sự sống này. Muốn mọi thứ bất di bất dịch là điều không thể. Đây là tôi, và tôi muốn tất cả đều biết đến như vậy. Tôi có một cái tên, một số người, một số của cải thuộc về tôi. Tôi có những quan điểm, và tôi muốn tất cả mọi người đều phải biết như vậy. Đó là sự gán ghép tính vĩnh cửu vào một thứ vốn luôn luôn đổi thay. Khi cố phản kháng lại một điều gì đó, ta sẽ mệt mỏi. Thuận theo nó, ta sẽ có an yên. Nhìn nhận sự việc như nó xảy ra sẽ đem lại sự an lạc. Tứ vô lượng tâm hay bốn đức tính tốt vừa nêu, từ, bi, hỷ, xả, đem lại niềm vui trong lòng ta. Nếu ta biết vun trồng các tình cảm này, ta sẽ có được tự tại. Vì ta nhận ra rằng, cho dù thế giới có đảo điên, có nghiêng ngả, ta vẫn không hề bị lay chuyển. Như Đức Phật đã nói, tôi không tranh chấp với thế gian. Thật là bình an, thật là thanh thản.